Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Bitmon Gaming. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình làm ông chủ YouTube mới các bạn, làm kênh mới nha các bạn. Bây giờ là mình đang hiện tại là đang có 50.000 subscribe. Được đó anh bạn. Nhiều chưa các bạn? Thì đây mình sẽ làm nhiều nha. Ok. Như vậy là mình đã xây gần như là hoàn thiện căn nhà rồi. Còn nhiều thứ lắm các bạn. Ok. Xây dựng đi bạn ơi. Tôi đang nhận tiền đẻ. Có tiền có lý rồi. Vào máy tính ngồi làm video bạn ơi. Ủa bạn được nhiều lượt đăng ký vậy? Tôi có búa nè. Vũ khí này. Sẽ tự sướng cho bạn coi nhé. Bạn lấy gậy tự sướng đi. Sướng. Được ạ. Chưa kinh chưa. Bạn thấy tôi đẹp trai không? Sướng này, đẹp quá. Cửa. Cửa này có ngay cửa tư này. Ngoài chơi nhé bạn. Ok thì đây là có cửa từ rồi. Khó để vào được nha bạn. Nhìn nghe này đang làm gì đây? Hi. Ghê giống như hack vậy các bạn ạ. Rồi mình về nhà của mình thôi các bạn ạ. Đâu nhỉ? Cái này nha bạn.
Gì chứ không phải đâu. Như cái này thôi. Trời ơi. Phải. Như là bên này này. Đúng rồi. Chương trình GT Mon đây rồi bạn. Vào nhận subscribe thôi các bạn. Đây như đây. Chúng ta sẽ được. Ok, nhận được nước bạc rồi bạn. Phải cả đà. Nhận nước bạc rồi. Hay thật. Tiền thì tạo khi nhà bây giờ sẽ lên trên nhà bạn. Ok đây nào, 1 triệu subscribe cực kỳ là đơn giản đúng không? Nó xây thêm cái tỷ này, nâng cho tiền nó lên nhanh vậy. Giờ mình chơi thôi. Đây rồi, anh em này đi đâu vậy? Đập chân phát các bạn ơi. Đi không? Nó nằm xuống rồi bạn. Lại bắt đầu đi phá phách rồi các bạn ạ. Sửa được. Đi phá phách rồi. Đây đây đây, bọn thằng này. Đây đây đây, đây chiếc cửa này. Ui dồi, có cửa từ các bạn ạ. Thật sự luôn ý. Muốn vào nhà của tôi không khó, à không ghế đâu các bạn. Mình có cửa từ các bạn ạ. Cửa này gọi là cái cửa chống trộm. Đó, khi mình vào không vào được nhà người ta đâu. Đây là cung cấp vũ khí của chúng ta. Đây là cái búa đập nhà của anh. Bữa ăn gáy đó các bạn. Bữa ăn gáy. Bữa ăn gáy tiền đó. Lên trên. Tiền thực sự là nhiều rồi. Bây giờ lên trên xây nhà nha các bạn. Đó nào. Go. Ok thì. Lấy cái gì bên này. Lấy cái công trình gì này. Môi trường. Mô tường. Mô phỏng. Xuống đây luôn có được không nhỉ? Ê, có vẻ như không được các bạn ạ. Rồi mình phải xuống dưới thôi. Wow, mình mua tường được rồi. Ok, BT non vào đây nào. Mình sẽ đi nhận tiền này. 25.000. Xem nào. Sự B. Ồ, 32. Đó. Ok chưa? Mà khi nào mình mới được 1 triệu sub nhờ các bạn nhỉ? Bây giờ mình đang có 134 người đăng ký rồi, còn nhiều. Đó, đi trên, lên trên, lên trên. Lên trên nào. Tăng 60. Ui, nhiều thế nhỉ? Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nhé. Nếu mà được 1 triệu sub, tôi sẽ quay tiếp nha các bạn.